Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Dạ em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Đèo nào được nhắc đến trong ca khúc Tàu Anh Qua Núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa? Đèo Mã Pì Lèng, đèo Ngang, đèo Pha Đin hay là đèo Hải Vân? Xin mời bạn. Ca khúc Tàu Anh Qua Núi em đã từng nghe. Đã từng nghe. Vâng, nhưng mà bây giờ em hát lại em lại không bạn nhớ. Bạn cứ dò lại từ đầu bài đấy đi, bạn hát từ đầu cũng được. Tôi ngồi đây tôi nghe. Không, em lại không đang không nhớ. Mã Pì Lèng là không phải rồi. Theo em đáp án A là không phải rồi. Đáp án A không phải. Vâng. Nghe có vẻ hơi khó phổ nhạc. Đúng rồi. Câu này em không chắc chắn. Ba đáp án còn lại. Vâng. Chắc em sẽ xin dùng sự trợ giúp ạ. Bạn dùng quyền trợ giúp. Bạn định dùng quyền trợ giúp nào? Cho em quyền trợ giúp là hỏi các nhà thông thái đi ạ. Hỏi các nhà thông thái. Vâng. Chúng ta vừa chia tay các nhà thông thái xong chúng ta lại hỏi ngay. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái. Vâng, chúng ta gặp lại nhau hơi sớm nhưng người chơi của chúng tôi gặp ngay phải một câu khó với anh ấy và anh ấy muốn nhờ hai nhà thông thái sẵn sàng nhỉ? Sẵn sàng. Vâng. Người chơi và các nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Đèo nào được nhắc đến trong ca khúc Tàu Anh Qua Núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa? Đèo Mã Pì Lèng, đèo Ngang, đèo Pha Đin và đèo Hải Vân. Chị hát luôn câu đấy. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Rõ chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Đáp án là đèo Hải Vân ạ. Rồi, em cảm ơn chị ạ. Đây là một ca khúc rất phổ biến. Đấy, đúng rồi. Vâng, hôm nay tôi cũng lần đầu tiên biết là các nhà thông thái biết hát. Dạ. Và hôm nay là tư vấn cho chúng ta là bằng các câu hát. Chị hát cái là em cũng nhớ ra được luôn. Đó. Vâng ạ. Dạ, vâng ạ. Thì đáp án cuối cùng của em đáp án D, đèo Hải Vân. Vâng. Đèo Hải Vân. Và phương án D là một phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Chúng tôi xin phép được kết nối lại cùng với ca sĩ Vũ Quỳnh Hương và bạn Hà Việt Hoàng. Vâng, chị có muốn hát hết cả bài không ạ? Em dành thời gian để chị hát. Đây là lần đầu tiên được hát ở trên Ai Là Triệu Phú. May quá, một câu hỏi này là khá là trúng tủ. Vâng, khá là trúng tủ đúng không ạ? Cảm ơn hai nhà thông thái vì phần trợ giúp hôm nay lại còn có cả phần âm nhạc hỗ trợ nữa. Vâng, rất hiệu quả. Cảm ơn hai nhà thông thái. Em cảm ơn ạ. Đèo Hải Vân thì em cũng đi qua rồi. Đi qua rồi. Em là đi qua hầm. Đi qua hầm. Vâng, chứ không được đi qua đèo bằng tàu. À, vâng. Lúc nào đấy đi qua đèo Hải Vân và ban ngày thì tôi nói thật bạn là đẹp vô cùng. Bạn Hải thân mến, bạn đã vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 6 triệu đồng và bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Con vật nào vừa được chọn làm linh vật hiến máu tình nguyện ở Việt Nam? Chim bồ câu, gà mái, gà trống hay là vịt trời? Xin mời bạn. Chim bồ câu thì nó là đại diện cho hòa bình rồi. Đại diện cho hòa bình. Vâng ạ. Trong đây có phương án nào mà bạn có vẻ thấy nó gần giống nhất với lại đáp án mà bạn đang nghĩ không? Em đang thiên về phương án D. Nghiêng về phương án D. Vâng. Vịt trời. Bạn đang nghiêng bao nhiêu phần trăm vào vịt trời? Chắc phải tầm khoảng 60%. Nhưng mà bạn không có thông tin cụ thể mà đây chỉ là suy luận đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Bạn vẫn còn quyền trợ giúp nếu như trong trường hợp bạn cảm thấy chưa chắc chắn. Cho em chọn dùng trợ giúp 50-50 ạ. 50-50. Vâng. Vâng. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Rồi, vịt trời và gà mái đã bay mất. Dạ. Chúng ta chỉ còn lại bồ câu và gà trống. Thế theo em như em phân tích thì em sẽ chọn đáp án C là đáp án cuối cùng của em. C. Vâng. Gà trống thì khác gì gà mái, tại sao nó lại được bạn yêu ái như vậy? Theo em thì gà trống thì nó, thứ nhất là nó gáy vào buổi sáng để gọi mọi người dậy thì nó cũng là một có thể là vâng, với cả nó tượng trưng cho sự hiên ngang, em nghĩ là tượng trưng cho sự hiên ngang. Vâng. Vâng. Nhưng đây là linh vật cho chương trình hiến máu tình nguyện ở Việt Nam. Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có sau ít phút nữa.
Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sau khi nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Phương án mà anh ấy nghiêng đến 60% đó là phương án vịt trời thì đã ra đi. Còn lại chim bồ câu và gà trống, anh ấy ngay lập tức chọn gà trống vì cho rằng chim bồ câu là thuộc về hòa bình. Và phương án C là một phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vừa qua, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã công bố và cho ra mắt linh vật của phong trào hiến máu tình nguyện Việt Nam là con gà trống. Linh vật mới được kỳ vọng là cầu nối, mang đến sức khỏe cũng như là những điều tốt đẹp nhất đến với người hiến và nhận máu. Dạ. Tại vì là nhìn con gà trống thì nhìn trông đúng như bạn nói là nhìn nó rất là khỏe mạnh, sung sức. Dạ. Nó lại có một cái màu đỏ tươi, nhìn trông nó cũng gần với lại cái biểu tượng liên quan đến máu nhiều hơn. Vâng, nhưng tôi thấy bạn chọn như vậy cũng, cái việc bạn loại con bồ câu ngay từ đầu là tôi thấy bạn cũng hơi bị dũng cảm đấy. Dạ. Cái này chắc là do tính quyết đoán của những người làm thẩm định giá. Trong cuộc sống thì cũng cần phải có những cái quyết đoán và cái sự quyết định của bản thân để đưa ra sự lựa chọn cho mình. Vâng, hôm nay bạn đã làm tốt việc đấy trong việc thẩm định chim và gia cầm trong câu vừa rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh.